XC đúng như nào. Kỹ thuật này các bạn thấy rất là nhiều, thậm chí là những cái bệnh nhân mà tiêm insulin hoặc điều trị bệnh nhân đái tháo đường. Chúng ta định nghĩa mấy cái ví dụ như là ký hiệu đường tim á, các bạn cố gắng học thuộc cho thầy được chưa, cố gắng học thuộc. Rồi tim dưới da ký hiệu là XC, chúng ta sử dụng bơm tim đưa một cái lượng thuốc vào trong tổ chức mô liên kết lỏng lẻo dưới da, nó cho nó sang trọng thôi chứ đơn thuần là các bạn tiêm vào lớp mỡ đó các bạn, được không? Các bạn tiêm lớp mỡ. Vậy nãy giờ các bạn học chỉ định của bệnh nhân tim bắp là như thế nào rồi, thì bây giờ tim dưới da chỉ định nó cũng y xì như thế đó, nhưng nó phát huy tác dụng một cách từ từ. Các bạn phải hiểu một cái cơ chế này. Bây giờ chúng ta có bốn con đường tiêm thuốc, đó là tim bắp, tim tĩnh mạch, tim dưới da và tim trong da. Bạn hãy sắp xếp cho thầy bốn con đường tim này về mức độ hấp thu thuốc theo chiều nhanh cho tới chậm. Ai biết nào? Tim gì thuốc hấp thu nhanh nhất? Mặt em là tim tĩnh mạch sẽ Tĩnh hấp mạch thu nhanh nhanh nhất đúng không hơn. này? Tĩnh mạch, Rồi, tim tĩnh mạch là nhanh nhất, đúng chưa? Thứ hai đến đường tim gì nào? tim vô Tim cơ bắp, bắp. À, tim bắp. Đường thứ ba. tim dưới Tim dưới da, là đường thứ tư là đường tim trong da. à rồi cảm ơn bạn. Giờ các bạn nhìn thấy cho thầy nè, vậy cái việc mà các bạn tiêm thuốc dưới da thật sự một cái số chỉ định nó cũng dần giống như tiêm bắp thôi, nhưng mà chúng ta cần phải duy trì một cái lượng thuốc ở trong cơ thể chúng ta một cái thời gian lâu. Ví dụ như sau, bạn quan sát nè, đây là trường hợp của một bệnh nhân ngộ độc phốt pho hữu cơ hay là bệnh nhân ngộ độc, thầy không cần biết là ngộ độc phốt pho hữu cơ hay là ngộ độc nấm tử thần nha, nhưng đang trong một cái hội chứng người ta gọi là hội chứng muscarin hay còn gọi là hội chứng cường phó giao cảm. Các bạn học rồi, cường phó giao cảm nó sẽ làm cho mạch các bạn chậm, huyết áp bệnh nhân chậm, vân vân, các tuyến của bệnh nhân tiết ra rất là nhiều, ví dụ như tuyến tiêu hóa chẳng hạn. Và một cái quan trọng nữa bạn, đồng tử bệnh nhân co rất là nhỏ, các bạn nhớ không? Thì cái phần này chính là đồng tử hay cái dân gian các bạn gọi là con ngươi đó các bạn. Thì khi mà bệnh nhân ngộ độc phân lân hoặc là bệnh nhân có hội chứng muscarin các bạn ha, thì bệnh nhân đang trong trạng thái phó giao cảm, mà khi mà trạng thái cường phó giao cảm này các bạn muốn giải độc cũng như là trung hòa được cái độc tố này thì người ta sử dụng cái phương pháp đó là tiêm atropine cho bệnh nhân. Vậy atropine là cái gì? Nó là một trong những cái thuốc hủy đi phó giao cảm, mà khi hủy đi phó giao cảm thì nó sẽ làm cho những cái triệu chứng cường phó giao cảm của bệnh nhân giảm xuống. Ví dụ như mạch của bệnh nhân đang chậm thì có thể nhanh hơn, huyết áp có thể tăng hơn, đồng tử đang co nhỏ có thể nó giãn lồng ra. Cho nên người ta sẽ nhìn vào cái đồng tử để người ta đánh giá được cái hiệu suất mà các bạn dùng atropine cho bệnh nhân đó. Vậy vì các bạn tiêm atropine cho bệnh nhân là các bạn tiêm dưới da để cho thuốc phát huy tác dụng một cách từ từ. Các bạn nhớ điều này ha. Nếu như các bạn tiêm thẳng tĩnh mạch, atropine tác động lên hệ tim mạch rất là mạnh nha các bạn nha. Nó có thể gây tình trạng là chậm tác động lên, tức là nó sẽ tăng cái sức co bóp của tim rất là mạnh. Khi bình thường như thế thì lúc này có nguy cơ bạn bị tăng huyết áp lên đó các bạn, hoặc là rất là có nguy cơ các bạn ảnh hưởng bởi chính cái hệ về tim mạch, cho nên chúng ta không có tiêm trực tiếp được. Còn đối với tim bắp thì lúc này thuốc nó không đủ cái lượng duy trì bên trong cơ thể, cho nên người ta chuyển sang hình thức đó tiêm dưới da. Hoặc là thuốc thứ hai là insulin các bạn, ví dụ như là những bệnh nhân điều trị đái tháo đường, bệnh nhân phụ thuộc vào insulin. Cái gì nghĩa? Anh Phú đang dạy nha. Ví dụ như bệnh nhân đái tháo đường các bạn, mà bệnh nhân đái tháo đường có hai tiếp các bạn, tiếp một là tiếp nó phụ thuộc insulin đó, là hàng ngày bệnh nhân phải được tiêm insulin bằng cái chỉ định của bác sĩ đó các bạn. Mà các bạn biết rồi, insulin các bạn đưa vào cơ thể nó phải đưa vào làm sao nó cứ phát huy tác dụng một cách từ từ liên tục hàng ngày á. Các bạn nhớ này ha, thì người ta sẽ lựa chọn một con đường tiêm đó là tiêm dưới da. Các bạn nhớ cái này ha. Vậy về cái cơ bản chỉ định của tim dưới da là sao các bạn? Giống như tim bắp, nhưng mà mục đích chúng ta phát huy tác dụng một cách từ từ. Cho nên chỉ định đó là như thế ha. Mục đích của chúng ta là muốn cho thuốc nó phát huy một cách từ từ. Một số loại thuốc mà các bạn có chỉ định đó là tiêm dưới da như sau nè. Thứ nhất đó là atropine, insulin hoặc là SAT. SAT chính là huyết thanh kháng độc tố uốn ván đó, mà khi mà các bạn đi ra ngoài đường có một cái vết thương, các bạn nhập viện đúng không, thì người ta sẽ tiêm SAT cho các bạn để chúng ta phòng căn bệnh uốn ván. Các bạn nhớ điều này không? Thì thông thường người ta sẽ được tiêm dưới da, được chưa? Thì đây là một cái số cái chỉ định. Còn chống chỉ định gần như nó giống như đối với tiêm bắp, nhưng mà đặc biệt đối với ở bệnh nhân tiêm dưới da các bạn thì nó có một cái chống chỉ định này. Vì sao thuốc dầu các bạn không được phép tiêm dưới da mà thuốc dầu các bạn phải tiêm bắp? Ai biết không nào? Thuốc dầu là thuốc gì? Ví dụ những là testosterone này các bạn, hoặc là những cái nhóm thuốc vitamin vitamin K đó các bạn, nó là dạng thuốc dầu đó.
là các bạn tiêm cho bệnh nhân thì các bạn bắt buộc là các bạn phải tiêm bắp, không được tiêm dưới da. Ai biết lý do tại sao không? Lâu tan. Lâu tan. À, thuốc dầu lâu tan. Mà khi lâu tan thì điều gì xảy ra các bạn? Thông bị thành cục mủ. À, cái cục đó người ta gọi là SC. Các bạn có hiểu SC nóng và SC lạnh là gì không? Ví dụ các bạn đi ra ngoài đường ha, các bạn đặt cái đinh, nó về nó hành các bạn nhiễm trùng, nó sưng cục mủ bên trong nó lên, nó làm cho bạn nóng, đỏ, đau, rát, có nhiều khi sốt luôn, đó gọi là SC nóng. Còn trường hợp các bạn tiêm như thế này nè bạn, nó quá thành cục mủ như thế này nhưng nó chỉ có tình trạng sưng, đau chứ không có đỏ nóng, người ta gọi đó là một trạng thái SC lạnh. Rồi các bạn nhớ điều này ha. Thì đó là cái chống chỉ định thôi. Một số chống chỉ định ví dụ như là da nứt nẻ thì các bạn không có tiêm dưới da được mà các bạn chuyển sang tiêm bắp. Hoặc là thứ hai là những cái bệnh nhân cần dùng thuốc dầu thì các bạn sẽ chuyển sang đường tiêm, tiêm bắp. Các bạn nhớ thế này. Vùng tiêm. Về mặt cơ bản các bạn, chúng ta sẽ tiêm dưới da được tất cả các vùng. À, các bạn nhớ không? Nhưng ba cái vùng sau các bạn thường được tiêm. Đó là thứ nhất, vùng cánh tay. Vùng thứ hai của bạn chính là vùng đùi. Và vùng thứ ba chính là vùng bụng. Hồi nãy các bạn học rồi, cái góc độ mà chúng ta tiêm bắp các bạn là từ 60 tới 90 độ. Nhưng mà tiêm dưới da thì các bạn tiêm vào cái lớp nó nông hơn, cho nên chắc chắn cái góc độ nó sẽ thấp hơn. Thì người ta họ ước tính là từ 30 cho tới 45 độ. Và các bạn nhớ những cái này ha. Vậy những cái vùng tiêm của bạn như sau này. Thứ nhất, những vùng đầu tiên đó là cánh tay. Thứ hai là vùng đùi. Và thứ ba đó là vùng mông. Xin lỗi, là vùng bụng. Được chưa nào? Các bạn cần phải thay đổi vị trí tiêm nhiều lần. Bởi vì các bạn thấy rằng là gì? Nó rất là lâu tan, cho nên các bạn cứ tiêm chúng một cái vị trí đó thì dễ gây tình trạng đó là FC. Góc độ tiêm của đối với trường hợp tiêm dưới da là 30 tới 45 độ. Thì đây chính là vùng tiêm. Bây giờ thầy xác định cho các bạn ba vùng. Đầu tiên đó là vùng tay. Bật hình lên hết cho thầy. Tiêm dưới da ở vùng tay. Rồi các bạn tiêm như sau nè. Các bạn xác định được cơ delta nãy giờ chúng ta học rồi đúng không? Mở lên. Đây chính là mõm của vùng vai. Đây xuôi xuống, cái cơ delta có người nằm tới đây này các bạn, có người nằm ở trên này, tùy một người, cho nên các bạn phải xác định mõm cùng vai. Xuôi xuống, đây toàn bộ là cơ delta, được chưa? Thì các bạn thấy cái điểm mà thầy G này, đây là chính là cái bờ dưới của cơ delta đó các bạn. Nhớ nha, thì các bạn tiêm dưới da là các bạn tiêm ngay đúng cái vị trí bờ dưới của cơ delta này. Còn cách tiêm nó như thế nào, là nó véo da hay nó căng da thì mai mốt các bạn học thì các bạn sẽ biết sau. Cho nên các bạn thấy rằng là trong tiêm dưới da á, thì cái vị trí của nó thấp hơn các bạn tiêm bắp rất là nhiều đúng không? Xác định cơ delta, được chưa? Cơ delta nè. Thì đây chính là bờ dưới của cơ delta, được không? Đánh dấu giúp vào. Thì đây chính là vị trí của các bạn tiêm. Hiểu lúc nãy chưa? Vậy vùng thứ nhất gọi là bờ dưới của cơ delta. Rồi sau này các bạn sẽ bốc thăm ha. Các bạn sẽ bốc thăm, các bạn thi á, thực hành á, thì các bạn tiêm ở cái vùng nào thì các bạn xác định vị cho thầy điều đó. Được nè. Các bạn xác định lại thầy cơ delta đi. Xác định sao? Đóng lên, các bạn làm đúng rồi. Mõm cùng vai này, cái mõm ở phía ngoài này các bạn thấy không? Xuôi xuống, các bạn dùng hai ngón tay các bạn xuôi nè. Thì lúc này cái hai ngón tay của bạn nó hợp nhau ở đâu thì cái cơ delta đó, được không? Rồi, ấn cái này lên. Thì đây chính là bờ, nguyên cái phần này là cơ delta, thì cái ngón này chính là bờ dưới cơ delta. Vị trí này là vị trí các bạn tim thôi các bạn ha. Được không nào? Bờ dưới cơ delta. Vùng thứ nhất, được chưa? Vùng thứ hai là cái vùng đùi. Cái vùng đùi cũng giống y xì giống như hồi nãy là các bạn học bên cái bài tiêm bắp á, thì thầy sẽ mô tả. Học cái này nó thô thiển một xíu nhưng mà kệ nha các bạn. Xác định vùng đùi đó là gai chậu trước trên. Đây là xương bánh chè. Chia đùi ra làm 3 phần. Hồi nãy các bạn học tiêm bắp đó là gì? 1/3 giữa mặt trước ngoài đùi. Mặt trước, mặt ngoài giao nhau. 1/3 giữa, đây là vị trí các bạn tiêm bắp ở đùi đúng không nào? Thì đối với tiêm dưới da thì đây cũng là vị trí các bạn tiêm dưới da luôn. Nhưng góc độ tiêm của bạn nó sẽ thấp hơn. Và đồng thời bạn không phải làm động tác căng da, mà bạn sẽ làm động tác là véo da. Các bạn nhớ không? Thì đây chính là vị trí các bạn tiêm đùi. Được không nào? Thì đó là giống như cái vị trí của bạn tiêm bắp. Còn cách thức như thế nào thì mai mốt các bạn vô phòng thực hành thì thầy sẽ nói sau ha. Còn tiếp tục, vị trí tiêm bụng. Vị trí tiêm bụng của bạn là gì? Theo nguyên tắc, các bạn sẽ tiêm bụng ở một cái vị trí đó là giao điểm của bờ ngoài cơ thằng bụng và vùng ngang rốn. Học ngoài không có cái gì mà ngại ngùng hết nha. Thầy cũng bụng mỡ không à, nhưng mà kệ, làm luôn. Giơ bụng lên nào. Đây, bạn quan sát nào. Rồi, thì đây là vùng ngang rốn, kẻ qua. Được chưa? Thì đây chính là cơ thằng bụng nè. Đây, kẻ qua nè, kẻ qua vùng ngang rốn. Còn đây là bờ ngoài cơ thằng bụng, nhục quá, nhục quá. Thì đây chính là giao điểm của đường ngang rốn và bờ ngoài cơ thằng bụng. Chia ra hai bên, được chưa nào?
thì đó chính là vị trí các bạn tiêm dưới da ở vùng bụng. Thường các bạn sẽ gặp trong trường hợp các bạn tiêm insulin cho bệnh nhân đó bạn. Được chưa? Thì đó là một số vùng. Thì đối với trường hợp bệnh nhân tiêm insulin các bạn, cái kim nó rất là ngắn và nhỏ, cho nên người ta có thể tiêm được nhiều vùng. Nhưng mà mỗi vùng tiêm của bạn á, thì nó sẽ có những cái tốc độ hấp thu thuốc khác nhau. Thì thông thường các bạn thấy ở vùng bụng tốc độ hấp thu thuốc rất là tốt, cho nên người ta luôn lựa chọn ở vùng này. Và nó rất là dễ tiêm nữa, các bạn nhớ điều này ha. Thì đây chính là ba cái vị trí mà các bạn tiến hành tiêm bắp, xin lỗi, tiêm dưới da. Được chưa? Ví dụ các bạn nhìn cái hình đầu tiên các bạn sẽ thấy nè. Đó, thì đây chính là cái vị trí mà các bạn tiêm. Thì tiêm dưới da nó khác với tiêm bắp ở một chỗ rằng khi bạn tiêm bắp bạn không được làm động tác này. Động tác này chính là động tác véo da. Được chưa? Còn tiêm bắp bạn sẽ làm động tác căng da. Các bạn nhớ điều này hả? Về phần thực hành thì mai mốt chúng ta tự học sau. Thậm chí ngay cả những bệnh nhân các bạn họ bị đái tháo đường mà họ dùng insulin liên tục hàng ngày á, thì các bạn thấy rằng họ có thể đang tự tiêm thuốc được sau khi được các nhân viên y tế họ hướng dẫn. Thì họ hướng dẫn bằng cách là họ sử dụng cái phương pháp đó là gì các bạn? Bằng bút tiêm insulin tương đối là an toàn. Các bạn thấy rằng là cái bút tiêm này như thế nào? Thì đầu tiên các bạn sẽ làm ấm cái bút này lên và bạn trộn thuốc cho nó kỹ vào. Sau đó bạn sẽ gắn cái đầu kim ở bên này. Và quan trọng đó là các bạn vặn lên hai đơn vị để chúng ta đủ cái lượng khí. Chứ không, các bạn không đủ khí thì nó sẽ có một đoạn khí bên trong các bạn ha. Sau đó các bạn định liều. Ví dụ như bác sĩ cho các bạn bao nhiêu đơn vị. Đơn vị của nó gọi là UI của insulin. Ví dụ như trong trường hợp này là 24 đơn vị. Các bạn xoay 24. Sau đó bắt đầu chúng ta sẽ đâm kim vào dưới da. Và các bạn sẽ bóp hết toàn bộ cái đó vào. Thì cái lượng thuốc đi vào là 2 đơn vị. Các bạn nhớ không? Và tất nhiên trong quá trình bơm các bạn phải chờ khoảng 6 giây các bạn mới rút kim ra. Để đảm bảo cho thuốc nó được đi vào hết một cách đầy đủ và tốt nhất. Các bạn nhớ, sau đó chúng ta sẽ thay bỏ kim lại. Ở trường mình có vài cái bút tiêm insulin các bạn. Mai mốt các bạn sẽ được cách thực hành. Nhưng mà thầy sẽ bỏ nước cất vô để cho các bạn tiêm qua tiêm lại cho nhau. Được chưa? Em ơi, tất cả khi chúng ta dùng đường tiêm, thuốc có tác dụng toàn thân hết. Chứ không phải nó chỉ có tác dụng ở bụng đâu. Nhưng vì sao các bạn thấy cái vùng đó, cái tổ chức mô nó mỏng hơn. Hoặc là nó nhiều mạch máu hơn, gần đó nhiều hơn. Cho nên khả năng của nó hấp thụ nó tan nhanh hơn. Cho nên lúc này các bạn thấy rằng cái hình này nè. Đây, thì vì sao cái vùng bụng của bạn ha, thì có khả năng hấp thu tốt hơn so với những cái vùng khác, ví dụ như là vùng mông, vùng đùi, vì cái tổ chức mỡ ở đây như thế nào, quá dày đi, ví dụ như thế, nhớ cái này thầy. Rồi, các bạn sang phần tiếp theo, đó là kỹ thuật tiêm tĩnh mạch, được chưa? Rồi, tiêm tĩnh mạch của bạn ký hiệu đó là IV, nhanh quá không các bạn?